phiên bản thân pháp Công Thành Chiến 2005 chính thức trở lại cùng Sun Boss, Vận Tiêu, Công Thành tại võlâmchinhtông.net. Xoay quanh giải đấu và tựa game Liên Minh mà bạn không thể bỏ qua, hôm nay mời các bạn cùng XTV đến với update. Genji trở thành nhà vua mới của MSI, tuyển thủ T1 tệ nhất, vòng eo siêu thực của Mina Young. Thánh đô hóa thư viện, Thanh Long gục ngã, Genji là nhà vua mới của MSI. Đại chiến Trung Hàn tại một trận chung kết quốc tế, đó chắc chắn luôn là mong đợi của rất nhiều người hâm mộ Liên Minh. Bilibili Gaming và Genji, cả hai đều được đánh giá cao nhất cho vị trí ngôi vương MSI 2024, đã thực sự chạm trán nhau tại chung kết tổng. Thanh Long và Bạch Hổ, linh vật của hai đội, đại diện cho sức mạnh, sự uy nghiêm và kiêu hùng. Fan mong chờ một trận chiến long trời lở đất trong buổi tối cuối tuần. Tuy nhiên, có lẽ không ai ngờ được trận đấu lại có phân một chiều như thế. Hai đội đều hay, nhưng trong các tình huống quyết định, Bilibili liên tục có những pha tự hủy đầy khó hiểu. Điển hình như ván 4, Bilibili có lợi thế backdoor tốt, nhưng không ai hiểu tại sao khi Genji đã bị hạ gục nhiều, các tuyển thủ Bilibili lại không quay lại lấy các bùa lợi mà vẫn vội vàng kết thúc ván đấu. Có thể nói, khi Bin, rồi Knight và Xuyên lần lượt bị hạ gục, hy vọng của Bilibili đã bị dập tắt. Bản thân Chovy và đồng đội vẫn thi đấu tốt, nhưng thực tế họ có ván 3 và 4 thực sự rất khó khăn. Và nếu không vì các tuyển thủ Bilibili tỏ ra quá vội vàng, có thể Genji vẫn chiến thắng chung cuộc nhưng sẽ không ở trong tình huống rồng ngàn tuổi sau đấy, hay thậm chí là có thể đánh mất cả ván 4. Nhưng dù sao, Genji vẫn là một nhà vô địch xứng đáng và họ đã cho thấy hiện tại họ là tập thể hùng mạnh và hoàn hảo nhất. Danh hiệu MSI 2024 còn có ý nghĩa trước vô địch quốc tế đầu tiên của Chovy và cả tập thể Genji từ khi đổi tên, và là cúp MSI đầu tiên của Canyon. Rất có thể trong năm 2024, đây sẽ không phải danh hiệu quốc tế cuối cùng của họ, nhất là khi Genji sẽ có tiền đề tâm lý tốt cho chung kết thế giới sắp tới. Chiến thắng này đã giải tỏa cơn khát danh hiệu quốc tế suốt 7 năm của nhà vua LCK. Lần đầu tiên họ trở lại trận chung kết của một giải đấu quốc tế sau nhiều năm, và đó cũng là lần họ bước lên ngôi vị cao nhất. Những Chovy, Kin, Pace, Lehens sẽ có cho mình danh hiệu quốc tế đầu tiên để bảo chứng cho thực lực suốt nhiều năm chìm trong nghi ngờ. Ngoài ra, với chức vô địch MSI, Genji cũng trở thành đội tuyển duy nhất có cơ hội chinh phục Golden Road năm nay. Bên cạnh đấy, họ sẽ có luôn tầm vé đến chung kết thế giới nếu hoàn thành điều kiện là tiến vào playoff LCK hè 2024. Đây là tuyển thủ gây thất vọng bậc nhất của T1, không chỉ riêng tại MSI 2024. Có lẽ với không ít fan T1, việc đội nhà gặp khó như ở MSI vừa qua là điều không lường trước được. Vẫn biết đây là giải đấu tập hợp các nhà vô địch và á quân khu vực Major, nên tính cạnh tranh sẽ vô cùng lớn. Nhưng việc T1 phải loay hoay với meta đảo đường, còn phải đối mặt với các vấn đề tâm lý, chấn thương của Faker là chuyện ngoài dự đoán. Do đó, trận thua Bilibili ở chung kết nhánh thua là kết cục khó tránh. Nhất là khi Bilibili cùng Genji là hai đội có màn thể hiện gần như hoàn hảo nhất ở MSI năm nay. Tuy nhiên thực tế, không phải tuyển thủ nào của T1 cũng tệ. Trừ Faker bị chấn thương dai dẳng hành hạ, và đối thủ đều liên tục nhắm vào các lựa chọn thuận tay của anh, như Bilibili luôn giành hai slot cấm đầu tiên cho Asia và Orianna ở cả 5 ván, thì các tuyển thủ còn lại có phong độ trái ngược. Trong đó, Kumayushi và Honor được xem là có màn thể hiện ổn định, thậm chí bùng nổ nhất đội tại MSI vừa qua. Nhưng có một cái tên rõ ràng đã không thực sự cho thấy những kỹ năng, phong độ đã tạo ra cái tên quái vật thiên tài, chính là Carrier. MSI 2024 có thể nói là một trong các giải đấu mà anh thể hiện kém nhất, kể cả khi chơi các tường thương hiệu. Điểm sáng của Carrier có lẽ chỉ là những trận cầm Ashe, Tam Kench hay vừa qua là Triple Q đầy bất ngờ với Nautilus. Nhưng trong ván 5 quyết định, Carrier hoàn toàn vô hại. Thậm chí trong lần gặp Bilibili trước đó, ở ván 4 quyết định, Carrier với Renata chỉ dùng chiêu cuối đúng một lần trong tình huống thủ trụ 3 đường dưới. Tất nhiên lúc này, mọi thứ đã vô nghĩa. Ngoài Carrier, một tuyển thủ khác là Zeus cũng từng bị đánh giá là có phong độ rất thấp. Chính Sop có nhận định, Zeus có giai đoạn tạo cảm giác như đánh cho đủ tụ.
Zeus cũng đã không thể khắc chế hoàn toàn Bin ở chung kết nhánh thua. Và rõ ràng, tuyển thủ 2K4 đang cho thấy anh có vẻ chỉ thực sự tỏa sáng khi đội nhà đã nắm nhiều lợi thế. Nếu là quá khứ, có thể nói các tuyển thủ gặp vấn đề tâm lý. Nhưng hiện tại, đây là đội hình đã cùng nhau vô địch thế giới và trải qua đủ thăng trầm. Không ai hiểu tại sao các tuyển thủ bình thường vốn thi đấu rất tốt, nay lại gặp vô số vấn đề. Chưa thích nghi meta là một chuyện, nhưng có lẽ áp lực đè nặng cũng khiến các tuyển thủ T1 mang tâm lý sợ thua. Từ đó kéo theo nhiều hệ lụy mà màn trình diễn của họ là kết quả dễ thấy nhất. Tài năng trẻ Việt Nam debut tại giải LCK Academy. Cách đây vài tháng, cộng đồng tỏ ra thích thú khi có hai thực tập sinh tài năng người Việt xuất hiện ở Dragonix là Lazy Phil, xạ thủ tài năng từng leo top thách đấu Hàn, và Chica, tuyển thủ đường giữa cũng khá tiềm năng. Tuy nhiên, vì là thực tập sinh chưa có kinh nghiệm thi đấu, nên hai anh chàng phải nỗ lực gấp nhiều lần nếu muốn ra sân với tư cách ngoại binh ở môi trường khắc nghiệt như Hàn Quốc. Mãi đến mới đây, tuyển thủ Chica mới có cơ hội debut tại giải trẻ LCK Academy Series First Championship. Dựa trên đội hình đăng ký, Dragonix Academy đã cho 5 tuyển thủ trẻ ra sân, trong đó Chica đi mid. Theo kênh phát sóng của giải, dù trận đấu giữa Dragonix và Fox Academy không được phát trực tiếp, nhưng ban tổ chức đã cập nhật kết quả với chiến thắng 2-0 dành cho Dragonix. Từ đó có thể thấy, Chica đã có màn debut khá thành công. Dẫu vậy, nhiều người nhận xét Chica có rất ít cơ hội thi đấu LCK, bởi ngay cả các tên tuổi lớn như Reckless cũng chỉ có thể đánh giải hạng 2 Challenger. Thế nên nếu Chica thi đấu xuất sắc hơn, khả năng cao anh chỉ có thể nâng hạng từ LCK Academy lên Challenger. Còn nếu muốn những thử thách lớn hơn, có lẽ Chica sẽ phải tìm kiếm một khu vực khác. Diện áo T1 quyến rũ, nữ streamer Việt nổi tiếng khoe vòng eo siêu thực. Trước khi được khán giả biết đến với tư cách streamer, người đẹp sinh năm 99, xuất thân là sinh viên khoa thanh nhạc, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô có gương mặt xinh xắn cùng thân hình quyến rũ với vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ. Nhan sắc nổi bật cùng lối sống sạch, nói không với scandal đã giúp Mina Young trở thành một trong những cái tên hàng đầu làng streamer. Ngoài ngoại hình, Mina còn gây ấn tượng bởi tài năng chơi liên minh và nhiều tựa game khác. Bên cạnh đấy, điều làm nên tên tuổi của Mina chính là niềm đam mê cổ vũ thần tượng Faker. Nữ streamer thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hâm mộ thần tượng của mình trên mạng xã hội, diện áo đồng phục T1 nơi Faker đang thi đấu. Một trong những điều khiến Mina tự hào nhất chính là việc được mặc áo của T1. Trước đây, cô thường xuyên diện áo đồng phục này khi livestream, khiến cộng đồng vô cùng thích thú. Để có thể mặc đẹp chiếc áo T1, Mina không ngừng rèn luyện và duy trì vóc dáng. Cô thường xuyên tập thể dục, ăn uống lành mạnh và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Việc Mina chăm chỉ rèn luyện sức khỏe và mặc áo T1 đẹp miên man không chỉ thể hiện tình yêu với thần tượng mà còn ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng fan. Những hình ảnh cô mặc áo T1 và tập luyện đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Fan lập tức gửi lời hăm dọa đến ban lãnh đạo sau khi T1 bại trận. Vừa qua, một số hình ảnh huấn luyện viên Koma phải an ủi làm công tác tư tưởng cho Kariya và Gumayushi được hé lộ khiến nhiều người lo ngại. Chính Kariya thừa nhận hình ảnh anh nằm dài đầy mệt mỏi là trước trận gặp Team Liquid. Với tư cách đương kim vô địch thế giới, á quân LCK cùng danh tiếng của đội thì việc T1 được kỳ vọng nhiều hơn hẳn cũng là dễ hiểu. Ngay sau khi đội nhà thất bại trên nhiều diễn đàn, các fan đã ra tối hậu thư cho ban lãnh đạo. Nếu T1 còn phải tham dự tiếp eSports World Cup thì chắc tôi phát điên mất, hãy để họ nghỉ ngơi. Mùa hè sẽ bắt đầu sớm và họ cũng phải hoàn thành các hợp đồng của nhà tài trợ ở MSI năm nay nữa. Họ cần nghỉ ngơi, tiền thưởng không đáng để họ phải đánh thêm một giải nữa, nên hãy để đội học viện đi lấy kinh nghiệm đi. Cho ai chưa biết, cách đây ít lâu đã có tin T1 sẽ tham dự eSports World Cup 2024 tổ chức tại Ả Rập Saudi vào tháng 6 tới. Nhưng với bối cảnh chấn thương của Faker đang phức tạp, cùng tinh thần các tuyển thủ có lẽ đã bị ảnh hưởng ít nhiều sau MSI, bà lãnh đạo thực sự phải cân nhắc việc tham dự giải này. Chưa kể chỉ trong thời gian ngắn, LCK mùa hè sẽ bắt đầu và meta cũng sẽ thay đổi. Các tuyển thủ quả thực cần nhiều thời gian để lấy lại tinh thần và tập luyện
nếu không muốn 2024 thực sự là một năm trắng tay trên mọi đấu trường. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận bây giờ nhé!